Hello, đang stream nha. Nhỏ xe hả? Hello. Tập trung đánh xíu nha anh em. Chiều gì chết mạng rồi. Làm sao? Trời hay cái game kìa. À chạy theo tôi chó giết nó rồi. Biết gần nó xuống cứu luôn. Ây da nó cầm ngày lên hay ngày lên không hay rồi. 6 trời giết được rồi mà giết sắp nó đi hay à, không có mạng mà mất cái thêm cái lát nữa lúc mới vô tìm á, cái lúc mà mới vô tìm đi nhậu này nó anh Gen cũng nói vậy mà, tôi cũng nói với anh Gen, tôi cũng vậy luôn, nhưng mà sau đó khi làm việc nhau thì nó là khác. Chơi ngày lên kìa. Hôm nãy là dễ thương. Bình thường thôi anh em ơi, mấy cái pha này cái đâu mà khen hả, mấy cái pha này tôi làm hoài luôn, thôi cái này không phải mà kiểu mình nói nha chứ làm hoài quay lại ăn sức vô mồm nè em, quay lại cho em ăn cái sức vô mồm. Má hát não nó mà mạnh nó tỉnh quá, nó không đúp về chứ, đúp về nó đi rồi. Chúng đánh xíu này mời. Mua xíu. Trời má thằng quỷ gia quy này nó nát quá vậy. Vậy mà nó không theo game thủ chuyên nghiệp đó chứ. Hay dạ. Đi vậy. À sao game này tự nhiên mình thua ngược luôn á nhờ. Nó ảo lòi luôn á chứ. Sao để không biết nó quấy, quấy dữ vậy. Ây da. Khó luôn á chứ. Thank you.
Vô không được. Vô nó không được. Trời ơi, má sao cho mang coi được cái ông này đánh buồn chết luôn á trời. Ha, à, là chị gai trước ngon rồi. Quên mất. Sao nái thì chứ. Trời ơi, chết hoài mấy pro ơi. Cái gì vậy?
Giỡn chị đơ. Im lặng là lụm liền ấy chứ. Anh em nhấn like subscribe cho đơ nha, mới anh em nhiều. Kim hay vậy mà thôi chứ.